Đây là cầu cầu 21 nhỉ? Cầu km 21. Chiều hôm nay thầy trò tôi là đi du ngoại. Ghé thăm vào nhà em Đài. Chùa đang rung chuông ấy nhỉ? Đây là tiếng tiếng chuông của chùa. Đẹp nhỉ? Nước trong xanh. Hai anh em à? Đâu, đấy là chị gái nó đấy. Chào các bạn nhá. Đỏ tôi hôm nay đi vào trong đây vào thăm nhà em Đài. Em chuyên mài dao ở cổng chợ Vị Xuyên thôi. Ôi xin chào sếp nhá. À, đi vào đây thăm mấy cái trang trại châu bò này ấy. Tiền làm nhà nhá. Hôm ra đấy thì thầy cho nó một cái bàn, một bộ bàn ghế, một bộ bát đũa, một bếp ga. Hai anh em đã ở với nhau à? Không, ở với mẹ. Mấy cả nhà mấy người đi nữa. Xa xa thuyền đánh cá các bạn. Đấy, đấy, bắt đầu lướt sóng để đi đánh cá đấy. Sông trên này rất là nhiều luôn, lăng chiêm các loại. Đi ngay phết sóng bật 20 km/h đấy. Ở đây là đường vào nhà em Đại mài dao đấy nhá. Em Đại, em là người bị tàn tật và được huyện cho tiền xây một cái nhà. Tôi thì cũng có một phần nhỏ nhỏ biếu em đây, tặng em đấy thôi. Mà không phải biếu mà là tặng tặng em đấy, một bộ bàn ghế, một cái bếp ga. Nay tìm đến nhà thì chưa tìm ra này, cũng chưa tìm thấy. Nước phải dốc này không học trò ra hỏi nhà Đại nhá. Đài nhá, Đài mài dao nhá. Đài không biết là phải cái dốc ở lên nhà em hay không này. Hoàn cảnh em rất nhiều khó khăn, đặc biệt khó khăn đấy. Xa xa kia là cây sung rất là to, cây sung cổ thụ, cây khá là to các bạn nhìn. Đấy, khiếu ra hot này. Chim rừng các bạn nhé, bên này chim rừng họ rất là lớn luôn nhỉ. Tiếp tục đi tìm. Nhai rừng không phải. Ta vẫn cứ loanh quanh ở khu vực này.
buổi chiều đây là tiếng ve kêu này, đi vào trong sâu đây thì những tiếng chim rừng các bạn có thể nghe nhé, khiếu đấy, rất nhiều luôn. Xa xa trước cái ống kính máy quay tôi kìa, bạn nhìn này, đấy kia nhá, kia nó chính là cái cây sung đấy. Cây sung này ở đây người ta gọi là cây sung nước, cây này khá cổ thụ rồi, khá to. Bạn ơi, cho hỏi anh ơi, cho em hỏi nhà anh Đại đâu nhỉ? Anh Đại ấy. Không biết đâu. Tình cờ là tôi đang bắt gặp một đôi chim gì đây. Thấy không? Đây đôi chim gì à? Hai chim non gì kìa. Nhìn thấy không? Kia đây dưới kìa, đang ấy kìa, lông cánh kìa, nhìn không? Thấy chưa? Đấy. Đấy. Chim gì nhỉ? Nhiều chim non đúng không? Cái đấy. À đây là chuyển cảnh nhỉ. À thì nó vào đôi nhỉ. Cũng nghi nghi này, nhưng vừa hỏi cái ông ở trên đây, ông đi lên ông bảo là không biết. Ừ, ông bảo không biết. Ừ. Chẳng biết kiểu gì. Không hỏi ai ngoài kìa. Lập hai người hỏi và không biết. Đại mà. Còn về làm thuê ở đây thôi. À. Mày làm thuê đây thì không biết đâu. Ờ đấy, ở kia rồi. Thế mày một mình nó ở nhà, nó ở với ai? À mỗi hai nó, mẹ mẹ thằng em ấy. Ừ đúng không? Ao của nhà mình hay của ai? Ao của nhà. À, nhìn nó này kìa. Cái đầu kìa. Đây là toàn cảnh vào nhà, đường đi vào nhà của nhà em Đại đây. Đài, tên là Đài. Và về thử thách cái dốc này nhé, để thầy quay cảnh thả xe máy từ dốc xuống nhé. Đây là dốc ấy, đây là con dốc ở xuống nhà cháu Đài đây. Quá dốc đấy. Nào Đài đâu, ra đón khách đấy chứ, có mình nhà. Đây buồng chuối to thế nhở? Hả? Ai? Ai? Ai cho? Em vừa lấy gạo, vừa lấy tiền. À ở ngoài thị trấn thì? Ở đâu? Ở đâu? Vừa đi ra đấy. À mình đi gà của nhà cái ấy kia gì? Trong ngoài thì mát rồi anh nhỉ? Ừ. Đây thế là cô ở đây. Đại mới cô đây. Chẳng lẽ đây ở đâu? Năm ngoái ra đây, năm ngoái nhỉ? Năm ngoái ra nhà được tháng ấy nhỉ? Thế hôm đấy là thấy bảo là kỷ niệm nhà mình cái bàn mẹ ghế đúng không? Đây. Đâu rồi, sao nào? Đây. À. Ở đây. Đây là cái bộ bàn ghế hết sức giản dị để kỷ niệm Đài. Nguyên đủ 6 cái. Cảm ơn anh kinh. Rồi. Đấy, ở này thì mát rồi nhỉ? Mát thì nóng. Nóng không? Quạt điện này có đây. Điện với quạt có rồi nhỉ? Nó gì? Đây, cả quạt cả điện đây. Thắng đi làm chưa? Thắng đi làm Hà Giang rồi gì? Đây là bộ bẫy chim này, đánh chim gì đây? Hàm nọ đánh như gì thế? Không, đây là có cả loa đây nhỉ? Đây. Thế mày không được đi đánh được con nào à? Không được, em lại cầm lên.
Thế mày con này không dành cho con nào à? Đây, bây bịp đấy. Bây bịp có cả loa mà. Đây là bộ đồ đánh bịp đấy. Nhưng mà vừa hết khiếu kia là khiếu của khiếu kêu nhiều thế nhỉ? Ở dưới kia ấy. Chắc đi bẫy thôi, nhảy đặt thôi. Đây bẫy bịp đấy. Lồng bẫy bịp đấy. Thế nhà này nhà nước bàn giao cho nhà mình chưa? Bàn giao xong hết rồi gì? Thế là tốt rồi. Ừ, đây. Bảo chiều bảo tôi dỗi vào sang chơi tí xem nhào. Thế là may gặp ở đường ấy, không phải tìm không ra. Đấy. Đấy nhớ cái dốc cái rồi, nhưng hôm nay lại nhìn thấy cái nhà sàn kia, bảo hôm nọ nhìn không có, hôm nay lại thấy cái nhà sàn kia. Thế tối giờ đi làm gì không? Rồi tối có đi đấy gì không? Đi bắt tớ gì không? Không à? Thế á? Là anh nhà xuất này, loa đánh đi kìa. Đây, là bộ đồ loa, đây cái loa nó nói chuyện đấy. Thế mấy hôm nay có được con nào? Không, đi đánh. Hôm qua, sáng nay gặp ở chợ cá nhiều nhỉ? Hai hôm nay đánh. Đánh ở đâu? Lúc mấy giờ đi? Chú thoát thằng đàn cầm. Cháu không đi đánh. Đi ở đâu? Mấy giờ? 7-8 giờ tối hay sáng à? Sáng. Thế sáng mai chú sang nhé. Làm gì không? Không, sáng thì mai thứ hai à? Để chú xem chú điện cho. Chú dỗi chú mới sang được. Để chú điện cho. Đánh lấy cái con luôn. Nhất trí. Thế hôm nay bán cá sáng bán hết không? Bán sáng hết cho cá không? Chứ. Thế được rồi, hôm nay lương là đủ rồi nhé. Hôm nay chỗ bán là được 500-600 nghìn rồi nhé. Nhập đấy. Kia. Nhập lại á? Thôi kệ, mình kiếm thêm nhé. Thế thị trấn chưa giao cho cái chỗ bán để làm mài dao à? Chưa cho à? Nhưng mà chưa cho chỗ đấy đâu gì? Ở chợ ấy. Chợ. Cho ngồi rồi. Bảo cho chưa? Bảo ngồi đấy. Của chỗ nào? Chỗ cái cổng chưa thay nhỉ? Ấy, tưởng nó cho một ô chứ. Không cho à? Đi. Chưa. Chúng ta tạm xong nào hỏi đi. Hỏi xem nào. Đài là được nhà nước là cho một cái nhà lợp tôn 2 gian. Đấy một buồng, một bếp ăn. Thế cái hút thuốc đi. Hút thuốc nào. Đài hút thuốc giỏi lắm. Hút thuốc Lào cũng thành chặt nhé. Ra ngoài nhà anh hút thuốc Lào cũng ngọc. Đài rất chịu khó mà. Rất chịu khó luôn. Nhưng ở ngoài kia kiểu không hợp, không thích. Đâm ra được gần tháng thôi. Yeah. Khi nào ở chợ nó có cái quầy nào xong rồi để xin ông ra bán hàng cũng được. Thật mà. Có gì bán. Tầm 30 thì thôi cứ đi bán cá hộ chị. Cây chuối này là chuối tía sao nhỉ hay cây gì nhỉ? Chuối thuốc đây đúng không? Ba. Em nhỉ đây cây chuối thuốc ấy nhỉ? Đấy chuối rừng này, đây này. Cái lá nó tía này, lá tím tím này. Lá này là chuối thuốc ấy. Thế đồi nhà mình cũng rộng không mà? À, thế nhà mình không nhiều đất đâu nhỉ? Cũng ít đấy. Thế những cái ao bé bé này có phải nhà mình không? Ao đeo nhà mình gì? Đấy, gà nuôi nhiều không bà? Thế lại cũng được rồi, thế lại rộng rồi. Đây là ai? Đây là ai? Nhà ai? Đây là nhà ai bên này? À. Thế cái bếp ga chưa đấu đun đâu gì? Chưa. Có van đi nhỉ? Không có van đi nhỉ? Chưa có van. Chưa có van mỗi dây không nhỉ? Thế để về kiếm cái van nữa. Để kiếm cái van để cho cái van nữa. Cái bình ga thì người ta khác cho mình mà. Bình ga gọi ta cho mà, không phải đâu. Trên này thế nhiều gà chứ. Còn gà ngon đây. Gà ngon, thả đồi đấy. À, đấy đây, toàn gà thả đồi đấy. Thế này cũng phát triển rồi. Ừ.
Bên đây cũng của nhà mình đúng không? Chuồng trại chăn nuôi hay của nhà khác? À, à của người. Ừ. Không biết. Ừ. Chẳng biết tính vậy. Không biết đâu. Đây lại đi. Đây. Chuồng tính như đây. Ừ. Chị Thọ này chị tính. Đâu? Chị Thọ này. Thọ chị tính bảo vậy hả? À. Tính à? Làm gì bác? Đúng rồi, như ao chuông cá đẹp quá nhỉ. Lóng ở ngoài cái lóng qua vào đây chơi tí. Đi vào thăm thằng này một tí. Ba. Ngoài cái lóng lóng. Anh chăn nuôi được nhiều không? Anh chăn nuôi được nhiều không? À thế à? Bây giờ đang dập keo đúng không? Vâng, cũng được. Nhưng mà trồng cây thì cũng vất đấy, phải chăm được cơ. Vâng, mất 6-7 năm. Đấy. Thôi em đi về luôn đây. Thôi, vào chơi mấy ló tí thôi. Hôm nào ấy sau. Hôm nào vào thăm bác sau. Là bên kia cơ mà. Ừ. Là bên kia lán. Đấy gì? Bảo nó ra ngoài đấy hỏi cho một đứa chứ nó không đồng ý đâu. Bác ạ. Bảo. Đứa giới thiệu cho cái đứa ngoài nó cứ bảo không được. Thế gì? Nó kén lắm anh ạ, phải gái sinh cơ. Đấy phải gái sinh mới được cơ. Thôi chú về đây. Nhá. Mai nhá. Hôm nào chú vào chưa chú đem cho cái van ga cái kia vào cho. Nhá. Mai. Ừ. Có gì chú điện. Chú để sắp xếp công việc cơ, có gì chú điện thì chú vào chú điện. Ờ thế nhá, thôi thế tạm biệt nhá. Nhá. Về đó. Ừ. Thôi em về luôn đây. Cây này là cây gì biết không? Được. Học chó biết cây gì không? Của hạnh nhân. Cái gì? Có gì? Cây này là cây sâm. Sâm. Củ sâm hành. Nó đỏ đỏ ấy. Thấy à? Đấy. Đây. Bắt đầu xuống dốc đây. Vũ trong đài. Chân ở đài nó yếu các bạn ạ. Yếu bẩm sinh ấy. Nhưng rất chịu khó. Này có cái biệt tài là bẫy chim rất giỏi. Đây là cái toàn bộ cái căn nhà mà của đài đấy. Tôi xin phép mà tôi mày học trò tôi đi về. Ừ, hả? Con số vừa gọi đây. Ừ, vừa gọi đây. Ờ, lưu số của chú vào đây. Lưu số của chú vào chứ. Không. Quả dốc này cứ đi lên đi xuống bộ cũng khá là khác gì tập thể dục đâu. Hôm nào chú vào nhá. Có hai lắng cẩy anh nhỉ. Cháu về đây, anh về đây. Ừ, có hai đang lắng cẩy ăn không? Cẩy đâu. Đây. Đây đây. Đâu lắng cẩy đây. Cây thuốc đây. Đây đây. Đây này. Đây này. Tính là nó này. Cái này không đủ được, không đủ một đĩa. Tạm biệt. Cái nhà này anh em hết rồi.